Mến chào quý anh chị và các bạn đã quay trở lại kênh YouTube. Hôm nay chúng ta tiếp tục có một buổi bonus. Buổi bonus là những cái bài mình thêm vào để hỗ trợ kiến thức cho cái học phần chính. Hôm nay thì mình sẽ làm rõ một cái chức năng của Computation Tutorial chính, đó là cái lệnh Add List Fit. Thì cái lệnh này rất là hay trong việc tạo ra những cái video với những trường đoạn như là low motion. Thì low motion là cái gì thì quý anh chị và các bạn xem trên khung review thì quý anh chị và các bạn sẽ hình dung. Low motion tức là chúng ta sẽ làm cho những cái vật thể hay là những cái hành động nó diễn ra rất là chậm. Như quý anh chị và các bạn đang xem review là chú chó của chúng ta đang ngậm một cái khúc gỗ với tốc độ rất là chậm. Đây chính là một cái đoạn low motion đây quý anh chị ạ. Ở tốc độ bình thường thì chúng ta khó nhìn được những cái cảnh như thế này lắm, bắt buộc là chúng ta phải sử dụng cái tính năng đó là giảm tốc độ của cái clip xuống. Như vậy thì những hình ảnh nó sẽ nối tiếp nhau và cái chuyển động nó sẽ diễn ra rất là chậm. Đây cũng là một cái đoạn low motion. Hầu hết những cái hiệu ứng low motion được dùng trong những cái phim hành động hoặc là những cái video diễn tả cái hành động nó phức tạp để người xem họ có thể nhìn rõ được vật thể cũng như là chuyển động của vật thể nó như thế nào. Và những cái đoạn low motion này nó rất là đẳng cấp trong vấn đề tạo ra video, tại vì người xem họ rất thích xem những cái đoạn low motion như là thứ nhất đó là xe, lật xe là một, cháy nổ là hai, và các cảnh như là du lịch hoặc là như cái chú chó của chúng ta đây đang bay low motion. Clip này á, thì họ dựng trên Adobe Premiere, thì tuy nhiên quý chị và các bạn chưa có tìm hiểu về phần mềm đó bây giờ. Trong tương lai thì mình sẽ đảm nhiệm tiếp vai trò về học phần về Premiere, còn bên Canva thì chúng ta học những cái lệnh đơn giản thôi. Đó là vấn đề về low motion, thì hôm nay mình sẽ chỉ cho quý chị và các bạn tạo ra những cái hiệu ứng như vậy với tính năng đó là Add List Fit. Trong học phần chính thức thì mình có một cái bài nói về low motion và mid motion sử dụng tính năng đó là trong cái phần đó là Visual Effect. Trong cái phần List Fit chúng ta phải kéo thả xuống, thì tính năng này quý chị và các bạn phải đòi hỏi về những cái thông số để tăng cái độ chính xác trong việc chuyển động. Thì tuy nhiên cái vấn đề này không phải ai cũng làm được đâu, mà chúng ta sẽ sử dụng một cái tính năng khác thay thế vào, đó là Add List Fit. Khi mà quý anh chị và các bạn bấm vào cái tính năng này á, thì trên cái video, trên timeline nó sẽ có hai cái đồng hồ đầu và cuối video. Thì lúc này cái video đang ở trạng thái bình thường thôi, chưa có can thiệp về hiệu ứng gì hết. Chào mừng các bạn đến với chương trình Thế Giới Quanh Ta ngày hôm nay. Ngày hôm nay Hạnh Ngọc sẽ đưa các bạn đến. Rồi, bây giờ giả sử như là mình muốn cái chuyển động của cái nhân vật này chậm lại, tức là đang sử dụng hiệu ứng low motion, thì chúng ta để cái con trỏ chuột vào cái đồng hồ nó hiện lên cái mũi tên hai chiều như thế này. Quý chị và các bạn không để trên cái video nha, phải để xuống ngay chỗ cái đồng hồ này. Rồi bây giờ chúng ta sẽ kéo giãn ra, low motion là chúng ta sẽ tăng cái thời gian video lên. Cái này là chúng ta đang ước lượng về mặt đồ họa, còn cái kia là chúng ta ước lượng về mặt thông số. Ước lượng về mặt đồ họa thì nó sẽ hay hơn là chúng ta nhìn vào thông số, nó rất là khô cứng và khó có những cái thông số chính xác được. Chúng ta nên diễn đạt bằng cái hình thể đồ họa để chúng ta có thể kiểm soát được cái chuyển động. Chào mừng
các bạn với chương trình Thế giới quanh ta. Như Quỳnh chiều các bạn thấy thì nhân vật này chuyển động và nói rất là chậm, đang chịu hiệu ứng của lò màu xanh, đó là chúng ta đẩy cái clip nó càng dài ra thì cái chuyển động nó sẽ càng chậm lại, và ngược lại chúng ta thu cái clip lại thì chuyển động sẽ rất là nhanh. Thì chỉ vậy thôi. Cái Ashley Smith này nó rất là hay trong trong việc chúng ta dựng nhiều video. Còn cái chỉnh về thông số thì chúng ta không có thể nào mà chúng ta có thể căng được cái thời lượng mà chúng ta cần cái chuyển động chậm. Ví dụ như bây giờ mình muốn cái clip ở giữa chuyển động low motion thì chúng ta chọn đó là Ashley Smith, và lúc này chúng ta kéo cái video đằng sau ra để chừa khoảng trống để chúng ta có thể ước lượng được cái thời gian cho cái video chính giữa nó diễn ra cái hành động chậm, đó là low motion. Sau đó chúng ta xem review và nhận thấy nếu là đạt yêu cầu rồi thì chúng ta đẩy cái clip phía sau lên để cho nó khích lại và tạo thành một video. Nếu mà trong trường hợp này chúng ta không thể nào mà chúng ta dùng cái thông số được, nó không có cái chính xác trong việc nó không có cái thông số chính xác trong việc ước lượng được cái clip này nó low motion bao nhiêu. Nếu mà ước lượng được thì không biết rõ thông số bao nhiêu để cho nó đầy đủ hết, thay vào đó chúng ta sử dụng cái ước lượng về mặt đồ họa thì dễ nhìn hơn. Chúng ta có thể kéo giãn vào để làm chuyển động nhanh và kéo giãn ra để làm chuyển động chậm. Khi nào chúng ta thấy được rồi chúng ta đôn cái clip tiếp theo lên thì như vậy nó hay hơn là chúng ta dùng cái thông số. Thông số này chúng ta không biết chính xác được. Rồi, đó là cái hiệu ứng về low motion trong việec dựng video với Camtasia Studio chính. Hy vọng rằng là video này giúp cho quý anh chị các bạn nắm được cái tính năng đó là đâu rồi nha, Ashley Smith sử dụng cái trình diễn về mặt đồ họa để có thể làm ra cái chuyển động nhanh và chậm cho video. Rồi, xin chào quý anh chị và hẹn gặp lại quý anh chị ở video sau, và đừng quên nhấn vào nút đăng ký nếu mà quý anh chị muốn xem tiếp video từ mình. Xin chào và hẹn gặp lại quý anh chị.